Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Quý tiết nguồn năng lượng của thân thể. Con người chúng ta có 6 loại tánh giác tri như: mắt có thể thấy, tai có thể nghe, mũi có thể ngửi, lưỡi có thể nếm, thân có thể xúc chạm, và ý có thể suy nghĩ. Bởi con người là loài linh thông nhất trong vạn vật, cho nên có đủ 6 thứ công năng trên. Còn tổ chức cơ thể của các động vật khác thì không có phức tạp như của con người. Chúng ta ăn uống, mặc quần áo, ngủ nghỉ cũng như xe hơi cần xăng nhớt vậy. Xe chạy đường xa thì cần thêm xăng, con người chúng ta khi bị tiêu hao năng lượng cũng cần được bổ sung. Bởi vậy, con người cần phải ăn, tức là giúp sự chuyển hóa thay cũ đổi mới của thân thể. Thức ăn trong cơ thể con người phát ra sức nóng và nguồn năng lượng hầu giúp chúng ta hoạt động. Như trên thực tế, vì phần tinh hoa của thức ăn rất ít, cho nên chúng ta cần phải bổ sung liên tục, ví như ăn sáng xong, đến trưa lại đói, ăn trưa xong, đến chiều lại muốn ăn nữa. Lúc ngủ, chúng ta cũng không ngừng tiêu hao năng lượng, cho nên khi thức dậy lại cần ăn sáng. Chúng ta tiêu hao năng lượng đó như thế nào? Khi mắt chúng ta thấy sắc, đó là mình đang tiêu hao năng lượng. Khi tai nghe âm thanh, cũng là đang tiêu hao năng lượng. Khi mũi ngửi mùi hương, cũng là đang tiêu hao năng lượng. Cho đến khi lưỡi nếm mùi vị, thân xúc chạm, ý niệm suy nghĩ cũng đều là tiêu hao năng lượng của chúng ta đấy. Cho nên, nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hành của chúng ta, không có cái gì là không làm tiêu hao năng lượng. Nếu quý vị không tiêu phí nhiều mà chỉ vừa phải thôi thì sẽ bảo trì thân thể được khỏe mạnh. Nhưng nếu quý vị tiêu hao năng lượng quá nhiều thì thân thể sẽ bị trục trặc. Ví như chúng ta ăn quá nhiều, ăn chất dinh dưỡng quá phong phú, hoặc giả là ăn thứ có độc, như thế cũng sẽ khiến cho thân thể chúng ta phát bệnh. Cho nên bất luận là đi, đứng, nằm, ngồi, nhất cử nhất động gì, chúng ta cũng đều phải hết sức cẩn thận. Chúng ta không nên vô duyên vô cớ mà lãng phí năng lượng, hoặc tự làm hại thể xác và tinh thần của mình. Cho nên, vấn đề này thì trọng yếu vô cùng. Hỡi các thanh niên trẻ tuổi, bây giờ là thời đại hoàng kim của các vị, mà cũng là những ngày thanh xuân của cuộc đời các vị đó. Mùa xuân thì vạn vật hân hoan tươi tốt, sức sống tràn trề, nhưng chúng ta nên sanh trưởng thuận theo tự nhiên để phù hợp với sự tuần tự của sinh lý. Chúng ta nhất thiết không nên ăn uống bừa bãi, hoặc nói năng loạn xạ, hoặc uống rượu, hút thuốc, cho đến nhìn bậy, nghe bậy, ngửi bậy, nếm bậy, sờ bậy, nghĩ bậy, tất cả đều không nên, vì như vậy sẽ làm tổn hại đến thân thể và linh tánh của chính mình. Nếu các vị biết vận dụng 6 chức năng đó như thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ và ý nghĩ, vậy thì thân thể của các vị sẽ được khỏe mạnh. Nếu không biết dùng, thì một lúc nào đó, thân thể của các vị sẽ đình công, bỏ việc và chia tay với các vị. Chia tay rồi là các vị sẽ không được ăn, không được mặc và không có nhà để ngủ. Bởi vậy, mọi người nên biết giữ gìn, quý tiết thân thể của mình. Các vị đừng nên sống sai chết mộng, để rồi đi vào con đường nguy hiểm. Trong sách Hiếu Kinh có nói, thân thể, tóc da của ta là được cha mẹ cho, nên ta không dám quỷ quại. Hiếu là bắt đầu từ đấy. Vậy, các vị đừng nên tùy tiện tự quỷ hoại thân thể của mình. Chúng ta nên quý tiết giữ gìn nó cho tốt, nếu không thì chẳng mặt mũi nào để nhìn cha mẹ nữa. Cha mẹ sanh ta và nuôi dưỡng ta, nếu ta không biết quý tiết thân thể của mình, thì đó là hành vi bất hiếu nhất đối với cha mẹ vậy. Giảng ngày 5 tháng Giêng năm 1984. Ha ha ha, 问什么的说。